Chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2022 thì như các bạn biết là tình hình các cái dòng xe trên nước Việt Nam mình hiện nay đang có độ khan hiếm nhất định. Lý do thì rất nhiều, là do cái tình hình Covid tại các tỉnh năm ngoái nên là các nhà máy đang tạm dừng hoạt động, mới khởi động lại nên là cũng dẫn đến chậm. Và cái nguyên nhân sâu xa thứ hai thì là cũng do ảnh hưởng một phần bởi chiến tranh Nga-Ukraine. Thì cái độ khan hiếm xe thì phải nói là cũng bắt đầu từ đầu tháng 3 đến giờ. Tức là hơn một tháng nay, cũng bắt đầu từ cái lúc chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra. Thì chúng tôi là công ty cổ phần GAT Hải Dương, đại lý chính thức của hãng xe GAT của Nga. Thì cũng như khách hàng quen thuộc cũng lo và cũng nghĩ là cái sản phẩm xe GAT sau khi hết dịch thì bắt đầu mọi người sẽ đầu tư mua sắm, nhưng mà lại bị hạn chế bởi vì cái chiến tranh Nga-Ukraine, nó sẽ không có xe để nhập về nữa. Thì giới thiệu các bạn hôm nay tại showroom xe của chúng tôi ngày 13 tháng 4 năm 2022 thì chúng tôi vẫn nhập về hãng GAT Việt Nam, vẫn nhập về các xe, các dòng GAT từ GAT 17 chỗ này, GAT 20 chỗ này, GAT van này, GAT tải này, tất cả các sản phẩm đều nhập về bình thường các bạn nhé. Bởi vì các bạn biết là chiến tranh Nga ở Ukraine diễn ra thì chỉ cấm vận ở các nước châu Âu và Mỹ, người ta sẽ cấm vận đường biển, cấm vận vận chuyển cũng như là cấm vận đi lại. Thì còn các cái nước châu Á, nhất là Việt Nam mình, Đông Nam Á và là gần như là gọi là đồng minh với Nga, thế nên là chúng ta có được những cái ưu ái rất là tốt đẹp. Thì các cái sản phẩm xe GAT của Nga hiện nay vẫn đang được nhập bình thường các bạn nhé, và rất phù hợp về giá cả để các nhà đầu tư xe khách cũng như là nhà đầu tư xe tải van, xe tải thùng đáng chú ý để đầu tư. Vì sao? Vì các bạn biết là khi chúng ta đã trải qua 2 năm dịch giã thì các cái nguồn đầu tư chúng ta cũng cạn kiệt, đúng không ạ? Thì riêng cái đầu tư xe GAT thì các bạn biết là hiệu quả đầu tiên là gì? Là cái giá thành của xe nó được thấp hơn so với lại các giá thành khác, xe khác. Ví dụ như là hiện nay các cái dòng xe GAT khách 17 chỗ của chúng tôi thì so với lại xe 16 chỗ Ford Transit thì chúng tôi vẫn còn thấp hơn gần 200 triệu các bạn nhé. Thế vì sao như vậy? Thì các bạn biết là ở đây các bạn đã biết về xe GAT của Nga thì nó không phải là giá rẻ đấy, mà do chúng ta là một đồng minh thân cận của Nga, thế nên là được ông anh Nga nhập khẩu xe này về. Nhưng chính phủ Việt Nam ký hiệp định là giảm miễn thuế 100%, nên chiếc xe này nó được miễn thuế 100% nhập khẩu, nên về Việt Nam giá rất là yêu thương. Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu ngắn gọn với các bạn là tại công ty cổ phần GAT Hải Dương tôi hiện nay vẫn đang trưng bày và bán rất nhiều sản phẩm đầy đủ các phiên bản của xe, dòng xe GAT thương mại của Nga. Đấy, thì các bạn biết đây, toàn bộ là phía trước tôi là bên trong là hai chiếc xe GAT 17 chỗ, đúng không ạ? Một là GAT 17 chỗ 2020 và cái bên cạnh nó là 2021. Đấy, còn ngoài cùng đây là đang là chiếc GAT 20 chỗ các bạn nhé, nhìn các bạn chưa, dài 7m4. Đấy, nên là các bạn biết là, và riêng dòng xe này thì nó là đời 2021 các bạn nhé, xe GAT 20 chỗ đời 2021. Thì các bạn biết là toàn bộ chiếc xe trông rất là trường, dài, đúng không ạ? Còn ngoài ra thì các bạn biết là trên bãi xe còn rất nhiều. Đấy, tôi hôm nay tôi quay review để các bạn xem luôn, không lại bảo là chúng tôi chỉ chém gió ăn mồm. Đấy, thì đây là sản phẩm tôi chỉ đây. Đây là một con GAT 17 chỗ đời 2021. Đấy, màu trắng. Đấy, các bạn nhá, rất là đẹp này. Đứng cạnh nó là một con GAT van, cũng đời 2021. Các bạn biết là bởi vì xe nhập khẩu nên là bao giờ nó cũng chậm hơn một đời. Tiếp theo là con GAT 17 chỗ đời 2020 các bạn nhá, đời 2020. Và bên cạnh đây nữa là một con GAT GAT 17 chỗ đời cũng đời 2020.
Còn bên cạnh đấy là con đây là con GAT 17 chỗ đời 2019 các bạn nhá. 2019 hiện nay còn chỉ còn rất lượng rất ít thôi. Đấy. Ngoài ra là hai bên bên này các bạn biết là một con thêm một con GAT 2000 GAT 20 chỗ 2020. Đấy, cũng đời 2020 các bạn nhá. GAT 20 chỗ thì có hai con 2021 và một con 2020. Đấy, còn đây là con GAT 17 chỗ. Con này là con GAT 17 chỗ nhưng mà đã được chuyển đổi thành con GAT van 6 chỗ các bạn nhá, GAT van 6 chỗ. Còn cái con GAT van ở kia là GAT van 3 chỗ. Đấy, thì các bạn biết là hiện nay đang chuẩn bị tháng cuối tháng 4 này chúng tôi sẽ bắt đầu giao lò thêm các cái sản phẩm GAT van 6 chỗ nguyên bản và GAT tải thùng nữa. Đấy, sẽ về Việt Nam. Đấy, thì hôm nay là tôi muốn giới thiệu và chứng minh với các bạn là gì, là riêng các dòng xe khách GAT của nhập khẩu từ Nga hiện nay tại showroom của chúng tôi rất đa dạng và đang sẵn chờ các bạn ra quyết định đầu tư, là các bạn đến đây sẽ được trải nghiệm này, được xem xe, được lái thử xe cũng như là được thưởng các cái phần quà mà chúng tôi do hãng xe GAT tặng trong những cái dịp mà tháng 4. Thì các bạn biết là tháng 4 ở đất nước Việt Nam chúng ta là có ngày 30/4. Đấy, vừa rồi chúng ta vừa trải qua là ngày mùng 10 tháng 3, tức là ngày mùng 10 tháng 4 dương lịch. Đấy là ngày giỗ tổ. Đấy, còn hôm nay là đứng đây chúng ta đang chuẩn bị đón chào ngày 30 tháng 4 giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Nên là các bạn trong thời gian này các bạn đến showroom chúng tôi, công ty cổ phần GAT Hải Dương tại km 52 cộng 400 quốc lộ 5A. Đấy, thì các bạn sẽ được trải nghiệm, đấy, xem xe, lái thử xe và được tặng các phần quà hấp dẫn. Đấy, thì số điện thoại của chúng tôi là 0344956 78 hiện trên màn hình. Đấy, nếu các bạn có nhu cầu xem xe cũng như là trải nghiệm xe thì các bạn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc trên kênh các bạn đang xem, để các bạn hoặc là sẽ có những số điện thoại tư vấn để chúng tôi sẽ hiện trên màn hình của các bạn sale bán hàng bên chúng tôi. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn review về toàn bộ cái tình hình nhập khẩu xe GAT của Việt Nam cũng như là của đại lý chúng tôi, công ty cổ phần GAT Hải Dương. Rất mong các bạn xem, like xe và cũng như là quan tâm thì hãy đến với chúng tôi để chúc các bạn được mua những cái sản phẩm tối ưu nhất, đầu tư hiệu quả nhất trong cái thời gian chúng ta vừa trải qua 2 năm dịch bệnh. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.